Đà Nẵng nói gì về việc mua kích xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á? Chiều ngày 20 tháng 12, Sở Y tế Đà Nẵng thông tin về việc mua sắm sinh phẩm xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố CDC đã xét nghiệm cho 5.384.665 lượt người bằng phương pháp RT-PCR với số lượng test sinh phẩm xét nghiệm là 309.866 test. Tại thời điểm tháng 5 năm 2021, trước yêu cầu cấp bách của công tác xét nghiệm và để đảm bảo kịp thời sinh phẩm xét nghiệm, CDC có đề xuất mua sắm 70.000 test sinh phẩm xét nghiệm Lipfau 21 Ship Kit, hãng sản xuất Việt Á, Việt Nam với đơn giá dự toán 509.250 đồng mỗi test. Cơ sở xây dựng giá dự toán của mặt hàng sinh phẩm xét nghiệm Lipfau mươi 21 Ship gồm 3 báo giá thị trường. Các quyết định trúng thầu trước đó được công khai tại cổng công khai kết quả đấu thầu Bộ Y tế theo quy định. Từ ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021, Bộ Y tế cập nhật giá bán công khai sinh phẩm này tại công văn số 5288. Gạch chéo BIT gạch ngang TB gạch ngang CT ngày là 470.000 đồng mỗi test cho đơn hàng dưới 500.000 test. 367.500 đồng mỗi test với đơn hàng từ 500.000 đến dưới 1 triệu test. Theo đó, trên cơ sở đề xuất của CDC, Sở Y tế Đà Nẵng đã phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu, với tổng số lượng mua sắm 200.000 test, đơn giá 367.500 đồng. Liên quan đến thực hiện thủ tục mua sắm, Hội đồng Thẩm định Sở Y tế thực hiện thẩm định hồ sơ, xin ý kiến Hội đồng mua sắm phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, gồm các thành viên, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an thành phố và lấy ý kiến Sở Tài chính về giá dự toán mua sắm, tổng hợp xây dựng báo cáo trình ủy ban nhân dân phê duyệt mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu sở y tế đà nẵng cho biết thêm để thực hiện tốt công tác xét nghiệm và theo chỉ đạo của bộ y tế hệ thống xét nghiệm rt pcr thành phố được tăng cường với chín đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc và đơn vị xét nghiệm khẳng định trong đó cdc là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong tham mưu tổ chức xét nghiệm sars cov 2 phục vụ giám sát và kiểm soát dịch bệnh cdc đã chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện tăng cường giám sát Xét nghiệm chủ động theo quy định, trong đó thực hiện phương pháp cột 10 mẫu, 20 mẫu và thậm chí 30 mẫu để vừa đảm bảo tính kịp thời, tăng năng suất xét nghiệm vừa tính tiết tí kiệm. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.